Huy xin kính chào tất cả các chị và các bạn đang theo dõi kênh Xe Cũ Miền Nam. Thì hôm nay tại Toyota Hiroshima Tân Cảng, bên Huy cũng mới vừa về một sản phẩm mới. Đây là chiếc xe Fortuner máy dầu được sản xuất vào năm 2016 nha các bạn. Rất là nhiều các anh chị và các bạn có hỏi Huy về cái sản phẩm này. Thì hôm nay xe mới về, chưa có kịp làm maru, nhưng mà Huy cũng tranh thủ gửi lên kênh cho các anh chị và các bạn xem về sản phẩm này. Xe này biển số thành phố khá là đẹp, 81179 ha, 81179 đuôi, đuôi thần tài. Xe này hiện tại thì chạy được 80.000 cây số và odo chuẩn của xe là chính xác luôn nha các bạn nha. Xe này thì chủ xe bảo trì bảo dưỡng tại hãng rất là đầy đủ ha, rất là đầy đủ. Thì cũng thực sự là 2016 nhưng mà kiếm được một sản phẩm odo dưới 100.000 cây số như chiếc xe này thì thực sự là rất là hiếm các bạn. Vì các bạn có thể thấy được là tình trạng ngoại thất của chiếc xe, nó đèn các bạn thấy không, sáng bóng, hầu hết các chi tiết còn rất là đẹp. Thì Huy sẽ sơ lược cho các anh chị và các bạn xem về phần ngoại thất của xe cũng như là nội thất bên trong của xe nha các bạn nha. Rồi đây là phần vỏ xe, vỏ này là còn nguyên bản theo xe luôn nha các bạn nha. Nguyên bản theo xe. Thì bên Huy mới vừa lái về, chưa có làm maru, thì bên Huy sẽ tiến hành đánh bóng xe cũng như là vệ sinh, làm đẹp xe. Xe thì có gắn che mưa với gắn phim đầy đủ rồi các bạn. Về nước sơn thì cũng còn rất là đẹp, rất là đẹp. Thì bên Huy sẽ tiến hành làm maru với đánh bóng lại chiếc xe này. Đây là một sản phẩm mà rất là hiếm có trên thị trường nha các bạn nha. Có thể trên thị trường các anh chị và các bạn có thể thấy được sản phẩm Fortuner cây số X cũng rất là nhiều, nhưng thực sự là ở trên thị trường đó thì sản phẩm mà tua, những sản phẩm mà tua lại cây số rất là nhiều. Có thể là các anh chị và các bạn có thể đến nhà vườn mua, nhưng mà thực sự là bây giờ là cái tua cây số nó rất đơn giản và cũng không tốn bao nhiêu chi phí. Thì mọi người hầu như là vì cái lợi ích trước mắt thì hầu như đều tua lại cây số. Thì thực sự là chiếc xe này thì bên Huy cam kết về cây số cho các anh chị và các bạn nha. Odo chuẩn 81.000 cây số các bạn. Một tí Huy sẽ quay cây số cho các anh chị và các bạn xem. Fortuner máy dầu được khách hàng ưa chuộng vì thứ nhất là về cái độ tiết kiệm nhiên liệu, thứ hai là thật sự rất là bền bỉ nha các bạn, rất là bền. Tiết kiệm nhiên liệu thì chạy khoảng tầm đổi đâu đó 100 cây số thì rơi vào tầm khoảng 7 lít dầu, rất là tiết kiệm. Ok rồi, chi phí bảo trì bảo dưỡng của Fortuner máy dầu cũng rất là rẻ, rất là rẻ. Ok rồi, sơ lược cho các chị và các bạn nắm về tình trạng của chiếc xe. Chiếc xe này thì chủ xe bảo trì bảo dưỡng rất là đầy đủ tại hãng, cho nên là các chị và các bạn yên tâm về chất lượng của sản phẩm. Bên Huy đã kiểm tra lịch sử cũng như kiểm tra 176 hạng mục rồi. Cam kết không đồng đụng, không gặp nước cho các chị và các bạn nha. Rồi, sơ lược phần ngoại thất thì Huy sẽ mời các chị và các bạn xem thêm về phần nội thất bên trong để đánh giá về chất lượng của sản phẩm này nha các bạn nha. Đây, sơ lược cái phần gầm cho các chị và các bạn xem nha. Đó, gầm nhún thì còn rất là đẹp. Thì bên Huy sẽ tiến hành vệ sinh gầm và sơn gầm nha các bạn, theo tiêu chuẩn Madukuri tại hãng bên Huy. Làm đẹp nội thất động cơ cũng như là vệ sinh gầm và sơn gầm lại. Rồi mình xem phần nội thất bên trong ạ. Đây, Huy mời các chị và các bạn cùng Huy xem về phần nội thất bên trong của xe. Tắp bi màu kem đó, chủ xe đi giữ rất là kỹ các bạn. Tuy là mới về, chưa có làm maru, nhưng mà chất lượng nội thất bên trong còn rất là đẹp. Đó, ghế da, ghế bọc da rồi nha các bạn nha. Fortuner thì đối với cái đời 2016 này được khách hàng ưa chuộng nhiều là vì cái độ rộng rãi của xe, cực kỳ rộng rãi nha các bạn. Chủ xe có lót sàn Simly rồi. Đó, bọc trần, bọc ni lông trần rồi. Về cái độ rộng rãi khi mình ngồi á, mình sẽ cảm thấy rất là thoải mái. Giống như chân để ở phía trước này, cũng như là ở trên trần thì khoảng cách từ đầu cho đến là trần cũng rất là thoải mái luôn. Với một đặc điểm là dãy ghế ở phía sau các bạn, nó rộng, rất là rộng. Dãy ghế cuối cùng á, dãy ghế ở cuối cùng á thì
Thực sự là nó rộng hơn cả cái sản phẩm Fortuner mới hiện tại luôn, rất là rộng. Còn cái này là cái chỗ để ly. Còn về phần đây, phần phía trước thì táp lô mọi chi tiết còn rất là đẹp, đầu DVD. Thực sự là chiếc xe này thì bên Huy kết nhất là về cái độ rộng rãi, thứ hai là cái độ tiết kiệm nhiên liệu và sự bền bỉ của sản phẩm Fortuner máy dầu này. Thực sự là các chị và các bạn nào đã trải nghiệm cái dòng này rồi thì các anh chị sẽ cảm nhận được. Mình đi nếu như mình thay nhớt bảo dưỡng thường xuyên á thì cứ 5.000 cây số mình bảo dưỡng thì thực sự là động cơ của các chị và các bạn chạy tới 600-700.000 cây số vẫn êm ru và không có bị hao hao dầu nha. Và nổ rất là êm. Thì rất là nhiều các chị và các bạn đã sử dụng cái sản phẩm này rồi và cũng trao đổi với Huy, nếu như mình chạy đường trường á thì tầm khoảng 6 lít dầu thôi. Thực sự là rất là tiết kiệm nhiên liệu. Đó. Còn về cây số đây, Huy sẽ cho các chị các bạn xem odo chuẩn của xe này. Odo chuẩn luôn nha. 81.615 cây số, rất là hiếm trên thị trường và bên Huy cam kết là cây số này là cây số chuẩn luôn nha các bạn nha. Đó, đầu DVD. Về đầu DVD thì có chế độ dẫn đường luôn nha. Đây, chế độ dẫn đường này. Đó. DVD, camera gear, chế độ dẫn đường. Đó. Mọi thứ các bạn thấy không? Táp bi rất là đẹp. Táp lô rất là đẹp. Đó. Thực sự là khá là hiếm, hiếm có các bạn. Đã rất là lâu rồi thì bên Huy mới có được một sản phẩm như thế này. Thì các anh chị và các bạn nào đang có nhu cầu mua xe về chạy dịch vụ hoặc là chạy cho gia đình thì mình lấy sản phẩm này về mình đi. Khá là ok nha. Bên Huy cam kết về chất lượng cho các anh chị và các bạn. Động cơ còn nguyên bản, chưa từng tháo ra đầy tu nha. Và thực sự là chiếc xe này chủ xe đi bảo trì bảo dưỡng rất là đầy đủ. Cứ mỗi 5.000 cây số là đưa xe đi bảo dưỡng tại hãng là nha các bạn. Cho nên là bên Huy có thể nắm được những cái lịch sử ngày nào chủ xe đi làm gì và làm những gì. Đó thì rất là đầy đủ và chi tiết. Cho nên là về chất lượng xe thì các anh chị và các bạn hoàn toàn yên tâm. Và bên Huy cũng đã kiểm tra 176 hạng mục rồi và xe đã được cấp giấy chứng nhận về chất lượng xe. Hiện tại thì chiếc xe này đang được bên Huy chào bán với giá là 740 triệu nha. 740 triệu, mình mua sản phẩm này về mình đi. Rất là tiết kiệm nhiên liệu cũng như là về chi phí bảo trì bảo dưỡng. Rồi sau này giống như mình muốn đổi mình bán lại thì Fortuner máy dầu nó thật là rất là giữ giá, giữ giá nhất trong những cái sản phẩm xe đã qua sử dụng Toyota và tất cả những cái hãng xe thì Huy thấy trước giờ Fortuner máy dầu là giữ giá nhất luôn. Xe này thì biển số đẹp nha các bạn, 81179. Anh chị và các bạn nào có hộ khẩu thành phố thì sẽ sở hữu được cái biển số này. Rồi sơ lược cho anh chị và các bạn nắm về tình trạng của xe odo chuẩn 81.000 cây số, xe rất là đẹp. Thì các anh chị và các bạn nào có nhu cầu thì liên hệ để Huy tư vấn rõ hơn về giá cũng như là về thủ tục để sở hữu chiếc xe này. Xe vẫn được ngân hàng hỗ trợ cho vay nha. Anh chị và các bạn nào có thiếu tài chính thì cứ liên hệ với Huy. Rồi, Huy xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các chị và các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Huy xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo ạ.